Rồi em xin chào quý vị đến với video clip quay vé số, bán vé số và quay vé số trúng cho anh chị. Rồi. Rồi thì hôm nay em quay cái ngày 1 tháng 5 nè anh chị, ngày 1 tháng 5. Đó có hai giải cái đài của tỉnh Đà Nẵng nè anh chị, Đà Nẵng đó anh chị thấy không? Đà Nẵng quê mà ít có mua lắm, thường ta nói đài phụ. Đó, anh chị thấy không? Thấy 462 tóm 553 nè. Đó anh chị thấy Đà Nẵng ta trúng nè. Đó. Tóm 53 phải không? 2 tờ. Đó, trúng 2 tờ Đà Nẵng này ngày 1 tháng 5 nè anh chị, thấy không? Ngày 1 tháng 5. Thấy không? Đó. Nằm tôm ba cũng giá 7 một tờ 200.000 anh chị, giá 7 tờ 200.000 nha, ba số nha, hai tờ 400.000 đó này nha. Giá số mình cứ mua ở tỉnh Quảng Ngãi của mình đó, ví dụ như hồi bữa đó hai đài thì đài Đà Nẵng nó là đài phụ đó, thứ tư á hơi ba lấy bốn quà đó, thì Khánh Hòa nó sẽ là đài chính mà Đà Nẵng là đài phụ, người ta ít có mua đài phụ đó, nhưng mà Đà Nẵng vẫn trúng anh chị ha. Đó, nhưng mà ở Đà Nẵng nó là đại chính nha anh chị, Khánh Hòa nó là đại phụ đó, cho nên mình mua số thì cứ số nó đẹp mình thích mình mua nha anh chị, hai tờ ha. Rồi cảm ơn, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài nha, cảm ơn quý vị đã ủng hộ xem video của em nha, chúc anh chị có sức khỏe và hạnh phúc nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị nha.